Xin chào tất cả các bạn, ở phần trước chúng ta đang giang dở với câu chuyện cấm cản yêu đương của cặp đôi hôn nhân cách nhau hơn 20 tuổi. Và trong tập tiếp theo này chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những diễn biến và cuộc sống sau hôn nhân của cặp vợ chồng có gì nhé. Cô ấy đi... đi dạy về đi dạy. Đó, buổi chiều cái trời mưa, chú vẫn còn đang làm. Cái mình đạp xe trợt chân. Đúng không? 6, 7 tháng rồi. Trời xe bị hư, hư một đứa đầu. Ngã xuống, thì lúc đó không thấy... máu gì hết. Có cái chú đó đó chú thấy, chú đưa mình vô bệnh viện Hùng Vương, nhớ rồi, bệnh viện Hùng Vương. Hồi đó đâu có điện thoại, hỏi người nhà đâu, mình không dám nói với gia đình, đâu có dám nói ba mẹ gì gì. Nói với ông xã vậy, làm ở đó vậy vậy đó. Chú đó tội nghiệp lắm, nhớ quá. Sau này mình đến nhà mình cũng cảm ơn chú. Chú xe ôm chú mới chạy đến phường, chú mới hỏi ra cha tôi. Tôi chạy đến Hùng Vương. Đi vô là lúc đó bác sĩ mới báo là đến bệnh viện Hùng Vương. Thai không giữ được. Không được rồi. Thì thật sự là cũng rất là buồn. Kinh tế không có, gia đình không ủng hộ, dính vào cái này nữa. Vừa thương con, xót con, vừa thương vợ, cũng suy sụp, buồn, rất buồn. Và không dám nói với mẹ hả? Không dám nói mẹ. Sau hôn nhân cô đi xa gia đình, hai cô chú đều lâm vào hoàn cảnh thiếu thốn khó khăn. Mà Quỳnh nghĩ chắc lúc đó mẹ ở nhà cũng đau khổ lắm á. Dạ. Lúc mà cô đi thì chắc là mẹ buồn nhiều lắm. Đau khổ, mẹ cũng đến. Biết chỗ đó chị mà chị chở đến nhà mình mới nói thiệt với mẹ là như vậy vậy. Trời mẹ mình khóc quá trời luôn. Mới nói trời tội nghiệp con gái tôi. Xong rồi lúc đó chú chuyển lên quận làm. Thì được nhà nước cấp cho cái nhà. Lúc đó cô có bầu. Trời cô nghĩ tưởng không có bầu có tai đó. Trời ơi lúc đó hả thật sự mà nói. Ăn uống thì thiếu thốn. Còn đó cô đi dạy hồi đâu có không có áo dài mặc áo quần đen gì cái áo mà người ta cho mình. Áo bầu người ta mặc rồi người ta cho. Lúc sanh em bé ra cũng vậy. Quần áo mình cũng xinh. Mà trong khi gia đình mình mẹ bên gia đình giàu có lắm. Có tiệm thuốc bắc mà. Ba cấm không cho qua lại luôn. Đến như vậy luôn. Mình cũng không dám than khổ với mẹ mình. Sợ mẹ buồn. Hồi đó là chế độ tem phiếu. Mua về xong kho mặn cho ăn rẻ. Lợi dụng cái nước thịt đấy. Chấm rau đủ. Lúc khi cô sinh đứa con trai đầu lòng, con của cô bị suy dinh dưỡng vì trong thời gian dưỡng thai của con cô không có bổ sung nhiều chất dinh dưỡng. Kinh tế eo hẹp càng lúc càng khó khăn. Sanh đứa con đầu lòng ra. Dạ, để thằng con trai nó eo ụt lắm luôn. Tại vì lúc mình mang thai, mình không có tiền, mình ăn uống, không có kinh tế đó. Nó cũng đi viện suốt. Vậy thì khi mà đẻ đứa con đầu tiên xong thì mình có đưa về cho ông bà ngoại? Mẹ mình cứ dẫn lui tới nuôi mình một tháng. Thương bà ngoại quá. Ba biết đẻ một đứa con nhưng mà ông cũng chưa chấp nhận. Mình không có về nhà luôn đó. Nói là không, đừng không cho mình về luôn mà. Đến bao lâu thì cô mới dám dắt cháu về? Đẻ đứa thứ hai, bé gái cũng 6-7 tháng. Đúng dịp Tết đấy thì mẹ đến mang đến cho ít gạo. Hồi đấy là bà làm một cái thịt gì đó. Thịt kho trứng. Đó. Mang một nồi đến, bà mới nói mẹ đến thăm hai con với cháu. Ba con nói bà thêm chúng nó có thiếu thì cho chúng nó. Chắc là ba cũng nguôi ngoai rồi. Nếu ban đầu mình mới dẫn về. Ông chỉ nhìn thì ông không nói gì hết. Cũng vẫn còn giận. Sau một khoảng thời gian thì bố của cô cũng bớt đi cơn giận. Hai cô chú về nhà cô nói với bố của cô mong được tha thứ. Chú gặp chú nói gì ổng? Chúng con xin lỗi ba mẹ. Chúng con đã vượt quá rào cản rồi, chúng con đã tự đến với nhau khi ba mẹ không đồng ý. Chúng con biết lỗi nhưng ba mẹ cũng thương chúng con, tha thứ cho chúng con bởi vì chúng con đã quá yêu nhau. Con cũng đã có những lần muốn nói với vợ con là thôi, có lẽ mình dừng, phải dừng. Thế nhưng vợ con xác định là không dừng. Cuộc đời này chúng con sẽ mãi mãi là một nửa của nhau. Lúc đó ông già sao chú? Ông im lặng một hồi, bắt đầu ông mới vô ăn cơm đi. Không nói tha thứ hoặc là gì cả. Vậy là xong rồi đó. Xong rồi đó. Thấy nhẹ lòng rồi đó. Thật ra mình người ngoài mình nghe mình cũng nhẹ lòng. Tụi con nghe giống như con trút được cái nặng rồi đó. Ngồi ăn cơm thì ba hỏi, ba có hỏi hiện giờ tụi con ở đâu. Ông gật gật tại sợ mình không có nhà cửa thì khổ. Ông biết là ở trọ.
Thế thôi chứ ông không biết là sau này là mình chuyển lên quận thì quận cấp cho một cái nhà ở. Dạ. Ông không biết cái đó. Không có biết. Ông thấy cháu ông thương lắm. Ông thấy hai đứa rồi thì lúc đó ông hết rồi đó, hết giận rồi đó. Thương lắm. Sau khi sanh hai đứa bé, kinh tế cả hai cũng dần dần ổn định. Chú làm ở trên quận và có làm thêm môi giới bất động sản. Sanh được hai bạn rồi thì lúc đó thì kinh tế của cô nó có ổn định hơn chưa cô? Lúc mà sanh bé gái á, là nói chung là cũng đỡ đỡ rồi. Chú vừa đi làm trong quận, trên quận làm thêm bất động sản. À chứ đó. Lúc đó phát triển cái bất động sản không ạ? Môi giới. Môi giới. Năm đó năm mấy vậy chú? 96 hả? Trước nó cũng phải vào 94, 95 rồi. Vậy năm đó là kiếm tiền khá đó nha. Chúng vẫn gặp những cái sự cố. Nhiều khi là hẹn anh Quyền Linh là dẫn đi xem cái nhà. Nhưng anh Quyền Linh nói ban ngày là tôi không có bận, tôi không có rảnh. Sau giờ làm 6 giờ tôi mới gặp anh được. Thế thì cũng phải đành chấp nhận. Đúng rồi. Khách nam ok không vấn đề gì. Còn khách nữ thì mới làm mày. Đó. Đấy. Có một lần dẫn cái bà ấy xem cái nhà thì lại bạn bà này mới thấy. Có đâu biết là mình là dẫn cò dẫn khách đi xem nhà đâu. Về mét bà này thấy chồng mày đi với vô hè. Để mà vô nhà. Đó, đó. Thế thì lúc đó là con bé gái nó cũng lớn rồi. Thấy cũng kinh tế thì cũng đỡ đỡ. Mà chú lúc đó đi hoài luôn. Mình cũng nói thôi kệ gì công việc thôi. Có hôm đó bạn mình nói trời thấy ông xã em á đi với cái cô nào vô trong cái hẻm đó đó. Cái mình nghĩ chắc là đi coi nhà. Mình cũng không có nghĩ là chồng mình như vậy. Xong rồi cái một vài lần cũng nghe cái cô này nói trời sao mới thấy đi với cô đó nữa đó. Là ý là chắc cũng dẫn hai ba lần đi để bán đất bán nhà là phải đâu phải người ta mua liền đúng đâu rồi, đi mấy lần đó. Câu chuyện bạn của cô kể chú có đi với một người khách nữ là thật. Chú nói rằng chú cũng có say nắng người khách đó khoảng chừng 2 tháng. Rồi say nắng hả? 99. À có say nắng đó nha. Có say nắng. Rồi say nắng lâu không chú? Say nắng nhẹ hay nặng? 2 tháng. Nhẹ. Nhẹ. Hên là nhẹ đó. Nhẹ. Người ta thật sự là tấn công ổng. Cho mình vào bẫy. Bẫy thì sao? Bẫy ngọt ngào. Thì mình cũng có thích chút người ta mới đưa được chứ. Mật ngọt thì chết rồi. Rồi lúc đó cô xử lý sao cô? Cô tính ly dị luôn á. Ôi trời ơi. Rồi bao nhiêu hình chụp là mang ra bà đốt nguyên một đống. Cô đốt hết luôn á. Giận chứ sao không giận cô? Giận lắm tại vì mình quá hy sinh. Đúng rồi, mình cãi cha cãi mẹ mình đi theo. Không có một cái đám cưới không đó. Thiệt luôn á. Con gái người ta đứt ruột đẻ ra mà anh lấy anh mang đi không kèn không trống. Mà bây giờ anh còn như vậy nữa. Sau đó thì mình cũng thấy ra được vấn đề. Thì xác định lại gia đình vẫn là trên hết. Quay về. Khi quay về rồi thì mình thấy là mình là người có lỗi. Thì mình lại phải làm sao để chuộc lỗi đó. Chuộc lỗi để bù đắp lại nhiều hơn để chuộc lỗi. Phải lăn lộn ở ngoài nhiều hơn để mà kiếm tiền nuôi vợ con. Có những khi mình về trễ. Chú sau đó mới nghĩ rằng gia đình là trên hết. Đôi khi chú đi làm về trễ, cô sợ rằng chú lại ngựa quen đường cũ, nhưng chú từ lúc ấy khẳng định không còn tư tưởng về một người con gái nào khác nữa. Chú có kể hai đứa con của cô chú cách đây 2 năm có nói rằng ngày xưa cô chú không được làm đám cưới cho nên lần này sẽ tổ chức đám cưới cho họ. Thật là một gia đình hạnh phúc. Mà ông Quyền Linh ông đi chốt cái nhà đó, ông chốt được rồi. Thì ông nói thôi bây giờ em chốt được nhà rồi thì nhậu. Mời anh làm với em vài ve. Ờ. Cũng kéo dài đến 10 giờ 10 rưỡi. Về bà này Nhằn tiếp. Tức là mình đã có cái phốt rồi. Cô lại tưởng là mình tiếp tục là ngựa quen đường cũ. Bực bội rồi dằn vặt rồi tỏ ra không vui. Thế nhưng mà thật sự thì mình nói là không phải. Anh biết lỗi là anh không bao giờ quay lại với cái lỗi lầm đấy nữa. Đến bây giờ anh xác định với em anh không còn tư tưởng gì đến người phụ nữ nào nữa. Cứ thế cuộc sống gia đình trôi đi. Cách đây 2 năm, 3 năm gì đấy. Hai đứa con nó mới nói thôi con biết là ba mẹ lấy nhau không có làm đám cưới. Tổ chức đám cưới cho ba mẹ. Thôi già rồi, cưới gì nữa. Wow. Rất là đứa con gái, nó bảo không. Ba thì như thế nhưng mà mẹ thì đúng muốn rồi. Thì muốn thiên chức một người phụ nữ phải
có được lên xe hoa, được mặc áo cưới. Nhờ các con, nó động viên nhiều, nên cũng làm được một cái đám cưới thật sự là ưng ý. Và câu chuyện đám cưới của cô chú với 20 bàn đặt đã được diễn ra sau đó. Ngày hôm đó mặc dù mưa nhưng mọi người yêu quý đều đến chung vui với cô chú. Cái hôm anh cưới hạnh phúc lắm cô à. Cô nói thiệt. Hôm đó là tôi... Không có cái sợi rê nào mà mặc dựa. Làm đám cưới mà tôi làm mời tận 20 mấy bàn. Vậy đó hả? 20 mấy bàn mà hôm mới mưa. Chú quản lý ở nhà hàng chú bảo người ta hấp hôn thì người ta chỉ có dám đặt chúng con 7-8 bàn thôi. Chú lớn tuổi này mà chú làm tận 20 mấy bàn mà bây giờ mưa rồi. Nhưng mà rất là may mọi người thực sự là quý ta đến, mọi người quý mình. Ngớt mưa một cái ùn khách vào. Thật ra nãy giờ chú kể câu chuyện, Quỳnh Linh cũng rất là quý chú, thương cô. Cô là người chịu đựng, hy sinh, chấp nhận mọi thứ. Quý chú đều là chú vẫn một mực yêu vợ con, chỉ một chút say nắng. Nhưng mà khi quay về chú vẫn nhận ra điều đó. Còn nếu như có những người không nhận ra đó nha, sau khi cái chuyện nó xảy ra mà chú đi nhậu lần tiếp theo nữa, cứ càm ràm là ông bực lên, thôi mệt quá, chịu đựng hoài hết nổi rồi, tôi đi kiếm người khác, tôi bỏ. Đấy, nếu mà người không bản lĩnh đó, thì có đôi khi người ta sẽ đi luôn. Bởi vì người phụ nữ luôn luôn cứ bị phốt lần là cứ... Con chim sợ cành cong. Dạ. Đó là cái người mà không có bản lĩnh. Còn như chú là chú quá đầy đủ bản lĩnh để mà chú có thể giúp cô vượt qua cái tâm lý như vậy. Qua chương trình chú có nhắn gửi cho cô một bức thư. Chúng ta hãy cùng xem bên trong lá thư đó chú nói gì nhé. Qua rất là nhiều những cái sóng gió, những giọt nước mắt của cô chú đã rơi cùng nhau để bảo vệ hạnh phúc cho nhau, thì ngày hôm nay là chú có viết cho cô một cái lá thư. Đó, trong đây chắc có lẽ là rất là nhiều những lời yêu thương dành cho cô. Con sẽ đọc cho cô nghe ha. Gửi em một nửa của anh. Cảm ơn em đã vượt qua những rào cản về khoảng cách địa lý, thành kiến vùng miền, sự cấm cản của gia đình để đến với anh. Em đã đến, chấp nhận anh là một nửa của em, cùng anh vượt qua những khó khăn gian khổ của cuộc đời này, cùng anh nuôi dạy con cái chúng ta nên người. Những ngày đầu mình chung sống, dù rất vất vả, em đã không rời xa anh. Dù sóng gió và khó khăn cũng không làm lung lay tình cảm của em dành cho anh. Những khó khăn vì áp lực, cơm áo gạo tiền, đã có những lúc anh làm cho em buồn. Nhưng sâu thẳm trong anh luôn hiện diện em và các con. Đừng giận anh em nhé. Anh biết em cũng rất vất vả cùng anh lo cho cuộc sống của gia đình. Với anh, em là một người vợ tuyệt vời, một người mẹ mẫu mực của các con. Cuối cùng, anh muốn em hãy dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn, giữ sức khỏe để cùng anh đi hết quãng đời còn lại em nhé. Thành phố Hồ Chí Minh, một nửa của em, Nguyễn Thiện Chiến. Cuộc đời của hai cô chú đã hy sinh cho nhau quá nhiều. Chỉ mong rằng hai cô chú sẽ có được nhiều sức khỏe hơn để đi tiếp cho đến hết đoạn đường còn lại. Sao cô cảm nhận thế nào? Rất là vui. Không biết thôi, không biết nói gì hơn. Em chỉ mong cho anh có sức khỏe, hai đứa mình đi hết cuối cuộc đời này còn lại. Xin cảm ơn em đã hy sinh rất là nhiều, từ tuổi xuân cho đến nhiều thứ để mà cùng anh. Thì nhân hôm nay anh cũng tặng cho em một cái bất ngờ. Wow. Anh có quà tặng em. Có quà luôn. Gió âm thầm không nói, nhưng em đã làm anh phải mòn. Dù sóng gió cuộc đời đã trải qua, nhưng vĩnh viễn anh mong rằng em mãi mãi là một nửa của anh. Ôi anh. Trời. Ôi trời. Ai, cảm ơn cô chú về điều đó. Còn bây giờ chúng ta hãy nhìn lại cái chặng đường mà mấy chục năm yêu nhau đó, mình có kết quả thế nào đó. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại quãng thời gian yêu nhau của cô chú và những lời nói của yêu thương của con cái nhé. Con xin chào ba mẹ. Con luôn ngưỡng mộ cái tình yêu và cách chăm sóc của ba mẹ dành cho nhau. Con yêu cái cách mà ba
luôn thương yêu và chiều chuộng mẹ. Mặc dù là đôi lúc mẹ hay ăn hiếp bà và hay nhõng nhẽo lắm. Con cũng yêu cái cách mà mẹ chăm sóc cho ba từng ly từng tí mỗi khi mà ba bệnh hay là trái gió trở trời. Tình yêu của ba mẹ là một lý tưởng cho con để mà con noi theo cho cuộc hôn nhân của mình. Và cuối cùng là con xin chúc cho ba mẹ sẽ luôn khỏe mạnh và luôn mặn nồng ấm áp với nhau trong tình yêu của ba mẹ nhé. Cảm ơn cô chú đem câu chuyện của gia đình kể chúng tôi nghe. Và câu chuyện đó chắc chắn trên sóng truyền hình có hàng triệu người theo dõi. Và biết đâu rút kinh nghiệm họ sẽ hạnh phúc giống như cô chú cho đến bây giờ. Chúc cô chú mạnh khỏe và mãi mãi hạnh phúc như vậy. Cảm ơn Quyền Linh. Cảm ơn Ngọc Lan. Quyền Linh với Ngọc Lan nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy cho Biệt Đội Cao Lớn một nút like và subscribe để Biệt Đội Cao Lớn có động lực làm thêm những tập tiếp theo nữa nhé.